Tiếp tục. Để mà tăng được sản lượng bán hàng đối với những sản phẩm rất khó bán thì những hãng lớn họ có thể sử dụng phương pháp là hỗ trợ mua lại đổi sản phẩm cũ. Thí dụ đúng không ạ? VinFast. Bây giờ tôi rất là muốn mua xe VinFast. Thực sự là xe VinFast rất là đẹp và đi rất là tốt. Đấy, em tôi nó cũng mới mua, tôi đi thử, tôi rất là thích. Đấy, em trai tôi nó cũng mới mua. Thế thì nhưng mà giờ tôi đang có cái xe khác rồi. Xe tôi thì nó cũng không đẹp, nó cũng chẳng xấu. Và nó đi vẫn còn rất tốt. Nếu mà đợi mà tôi đổi cái xe này, tôi mua VinFast thì có lẽ theo kế hoạch của tôi là khoảng 5 năm nữa. Lúc đấy nó cũ cũ rồi, nó kém rồi thì tôi bán nó đi thì tôi mua. Thì lúc đấy 5 năm nữa tôi mới mua thì có khi, xin lỗi, nói vui tí là VinFast chết rồi. Nếu mà khách nào cũng ngồi chờ đợi như thế, đúng không? Thế thì họ phải tung ra cả những cái hỗ trợ là gì? Họ sẽ mua lại xe cũ với giá cao và bán xe mới với giá rẻ. Đấy, để làm gì? Để cả hai cái động lực đấy là giúp cho người tiêu dùng có lợi và họ sẽ ra quyết định mua cái thương hiệu đó. Đấy. Thực tế là VinFast bán rất tốt doanh số và sản lượng, và phần lớn đến từ các chương trình khuyến mại và chăm sóc khách hàng rất tốt, giảm giá trước bạ rồi tặng thẻ mua nhà lại tặng thẻ giảm giá 200 triệu. Thế rồi thì lại mua xe thì lại được giảm giá chỗ đỗ, được giảm giá đi siêu thị, rồi rất nhiều những quyền lợi, rồi được đi du lịch thế nọ thế kia. Rồi dần dần nó còn tổ chức cho là khách hàng VinFast là được nghỉ dưỡng một cái chương trình riêng trong khu Vinpearl, họ có đủ cái nguồn lực để họ làm được việc đấy. Hoặc là Samsung muốn bán điện thoại đúng không? Họ chơi bài là gì? Mua lại khách hàng nào có iPhone mang đây, tao mua lại giá cao tao bán Samsung giá thấp. Chứ bây giờ tôi dùng iPhone rồi, Samsung quảng cáo tới tôi là ngồi khóc ngất luôn, không có tác dụng gì cả. Vì sao? Vì tôi sẽ lại tiếp tục sử dụng iPhone đấy. Và nó phải tạo ra cả hệ sinh thái. Nó phải có khi nó phải tạo ra cả hệ sinh thái để giữ chân khách hàng. Rồi, thế bây giờ ví dụ như mình đi vào một cái đại lý, mình thuyết phục họ nhập mỹ phẩm, họ nói là bây giờ họ đang bán cái hãng A hãng B này chưa bán hết, lý do đấy có chính đáng không? Có chính đáng, hợp lý. Thế mình gật gù đúng rồi, lại đi về, thế không bán được, phải xử lý được, tìm mọi cách, nghĩ mọi cách để xui nó xử lý được hết cái đống hàng đấy thì nó mới nhập hàng của mình, đúng không? Thôi chị thanh lý đi, chị cắt lỗ đi, chị làm chương trình đi, em với chị cùng làm đấy. Sau đấy này chị làm, hoặc là em làm chương trình sản phẩm của em bán được thì lúc đấy là chị xài cái hàng của mình đi. Chứ còn đến là nó cứ ơi nhà chị còn đầy hàng đây, tồn kho còn đầy lên thì là mình không bán được đâu. Rồi, hỗ trợ mua lại sản phẩm cũ, mua lại sản phẩm của đối thủ đấy. Hay là ví dụ như là đổi sản phẩm mới lấy sản phẩm cũ, đổi sản phẩm mới lấy sản phẩm cũ, hay ngược lại, đổi sản phẩm cũ lấy sản phẩm mới, rồi dùng những cái đó làm từ thiện đấy. Cũng rất là hay đúng không ạ? Cũng rất là hay. Rồi tiếp tục đúng không ạ? Tăng trưởng nhờ sản phẩm, ví dụ như chúng ta phải thêm sản phẩm mới vào đấy. Thì cái chiến lược thêm sản phẩm lấp đầy các khoảng trống và lấp đầy các cái thị phần cũng như là các cái phân khúc thì là bên Kim Tan đã có chiến lược rồi. Nhưng mà cái chiến lược này thì hôm tôi cũng tiện thể tôi cũng nói thêm một chút để cho anh Tân với chị Hậu lưu ý thêm là mình có kế hoạch theo lộ trình. Ví dụ như là quý 4 năm nay mình ra cái gì, đấy, quý 1 sang năm mình ra cái gì, quý 2 mình ra cái gì, mình phải có lộ trình sẵn. Là cứ đến ngày đến giờ như vậy nó sẽ ra, chứ không phải buột miệng cái mài ừ cái này sao mình chưa ra nhỉ,
À, cũng giống như Honda ấy. Các bạn thấy nào, các cái mẫu xe họ ra là có lộ trình, nó dựa trên vòng đời của sản phẩm. Hay điển hình như iPhone đúng không ạ, hay là Apple đấy. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng ta đang xài iPhone 13, thế nhưng mà cái bọn mà ngồi thiết kế, cái bọn mà nó gọi là bộ phận design của Apple ấy, thì tôi nghĩ bây giờ nó thiết kế xong đến cái iPhone 20 rồi. Có đúng không ông lại? Lại đúng không? Ừ. Nói giờ có khi nó thiết kế đến iPhone 20 rồi. Và dự kiến cái phiên bản iPhone 20 là nó sẽ to bằng cái máy tính, đúng không ạ? Và nó sẽ dài khoảng 1 mét, bởi vì bản 13 bây giờ nó to và dài như này thì thêm khoảng độ mấy lần mà nữa. Nói vui như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là thực ra các hãng là họ đã có kế hoạch rồi. Đấy, chẳng qua là gì? Họ không thể tung ra một lúc. Họ tung ra mới liên tục thì khách hàng không biết đâu là điểm dừng. Mà họ không tung ra thì khách hàng lại bảo là sao cái bọn này mãi nó vẫn chỉ có thế thôi à? Đúng không ạ? Vậy thì các bạn thấy thằng iPhone nó làm rất là thông minh. Nó ra iPhone 5, xong 1 năm nó iPhone S, xong nó lại ra iPhone 6, xong lại 6S, xong lại 6S Plus. Đấy, xong bắt đầu 7, 7S, 7S Plus, cứ thế. Cứ 1 năm nó ra một cái gì đó, 1 năm nó lại ra một cái gì đó. À, đấy gọi là nâng cấp sản phẩm hiện có. Sau đó nó lại có thêm sản phẩm mới cho hệ sinh thái của nó, đúng không? Ví dụ như đồng hồ. À, đây nhá, tôi khoe một tí đúng không? Đồng hồ Apple Watch là một sản phẩm mà gọi là vô nghĩa nhất mà tôi đã từng mua, thật sự. Đấy. Tôi đã gần như là tôi đã từ chối mua cái sản phẩm này rất nhiều lần. Kể cả đợt tôi sang Mỹ có người mua tặng tôi không dùng, tôi không lấy. Về nhà nhiều lần tôi không mua, nhưng tại sao tôi đeo? Đấy, vì là người ta mua người ta tặng dí vào tôi bắt phải đeo. Thế thì khi đeo vào rồi cũng thấy nó cũng có những cái tác dụng nhất định. Nhưng cái đồng hồ này không phải để xem giờ, mà cái đồng hồ này thực chất là nó bán được là nhờ cái giải pháp y tế theo dõi sức khỏe. Chứ còn nếu để xem giờ mà bỏ ra 700 đô mua cái đồng hồ này là quá đắt. Đấy. Rồi, thế thì thực tế Apple Watch bán được, tăng được doanh số, giúp trong cái tổng doanh số của Apple rất lớn. Đúng không ạ? Thì Apple Watch cũng chiếm một cái khoản doanh số chiếm 3%, 5%, 10% gì đó. Có đúng không ạ? Và khi Apple Watch ra đời thì tất cả những bọn bán đồng hồ chết doanh số của Apple Watch nó làm điêu đứng cả cái ngành đồng hồ làm điêu đứng cả cái ngành đồng hồ của Thụy Sĩ, không phải đơn giản. Rồi, tóm lại là cái mục này là ông Phan Anh ông kết luận là cái gì, là phải thêm sản phẩm mới. Bây giờ có từng đó sản phẩm sao cứ bắt em bán tăng doanh số gấp 3 lần lên. Hiểu ý không? Đấy, bây giờ phải thêm cho em vào. Đấy, giống như ngày xưa tôi làm ở bên công ty sản xuất về nhựa ấy. Cái danh mục sản phẩm nó có từng đó, thì tôi bảo bây giờ tôi phải muốn bán thêm, tôi phải có thêm cái danh mục này, có thêm những cái sản phẩm kia thì doanh số nó mới lên được. Bây giờ đang bán có 10 tỷ, ép lên 20 tỷ thì 10 tỷ nữa nó ở đâu? Ép lên 30 tỷ thì 20 tỷ nữa nó ở đâu? Không thể dựa trên những cái sản phẩm cũ được. Cũ nó tăng, nó chỉ tăng độ 20-30%, nhưng làm sao mà nó tăng lên 300% được? Thì nó phải có sản phẩm mới. Đó. Nó phải có sản phẩm mới. À, Apple, à, nó bán iPhone, xong lại bán Apple Watch, đúng không ạ? Rồi nó bán iCloud. Đấy, rồi sau này nó bán thêm các dịch vụ đi kèm, như là nghe nhạc, iCloud là lưu trữ, iTunes là nghe nhạc, TV là xem phim. Phim là xem những cái phim truyền hình đặt riêng, rồi fitness là các gói tập. Đấy, nó bán mỗi mỗi thứ vài đô vài đô. Nhưng mà các bạn biết không, riêng doanh thu đến từ iCloud năm 2019 của Apple là nó rơi vào là 4,5 tỷ đô, rất nhiều. Đấy. Chỉ bán có mỗi mấy đô một tháng.
Rồi, được chưa? Phải làm mới sản phẩm, phải cải tiến sản phẩm đi. Nếu bây giờ iPhone 14, 15, 16 mà nó vẫn có ba cái than tổ ong này thì tôi nghĩ tôi cũng chả mua, vì nó thế. Thế thì tại sao nó lại cứ phải thay, lúc thì hai camera, lúc thì một camera, lúc thì ba, lúc thì bốn, lúc năm. Và thậm chí tôi nói thật với mọi người là trong ba cái camera này chắc chỉ có một cái hoạt động người ta cũng không biết. Có hiểu ý tôi không ạ? Thế nhưng mà ta thấy là dơ lên, ta thấy là dơ lên ấy thì nó cũng khác đi tí. Thế người ta có cái độc, có cái lý do để người ta mua chứ. Màu khác, kiểu dáng khác. Rồi, hoặc là ta phải có sản phẩm dịch vụ đường dẫn. Sản phẩm dịch vụ đường dẫn là gì? Là có những cái sản phẩm ta sẵn sàng chấp nhận hòa hoặc chấp nhận lỗ để dẫn khách tới, sau đó thì ta sẽ bán thêm những sản phẩm khác. Và ta sẽ có lãi ở những cái sản phẩm đó. Đấy gọi là sản phẩm dẫn. Chấp nhận. Rồi nhá, ok. Đa dạng hóa sản phẩm thông qua bao bì, cái này dạy rồi, cái này là dạy buổi hôm trước rồi, dạy rồi. Đúng không ạ? Dạy cái phần thiết kế đấy. Có thể vẫn cái nước sâm đấy. Nhưng mà nước sâm xin lỗi, nó vui thôi nhá, xin lỗi không có ý gì cả. Mang tính ví dụ đấy. Nước sâm cho công nhân thì màu xanh. Nhưng mà nước sâm cho tri thức màu đỏ. Đúng không ạ? Nước sâm cho giới trẻ thì màu vàng. Làm cái vị nó ngọt ngọt, nhạt nhạt khác đi tí. Nó chỉ khác nhau với cái lon thôi mà. Rồi, hoặc là bán combo sản phẩm đúng không? Đấy, bán dầu gội cộng dầu xả cộng với dưỡng tóc, bán combo mà. Thế thì bán một cặp như thế nó được hơn là một một sản phẩm. Ngày xưa thì người ta lại thích là hai trong một, gội cho nó nhanh. Nhưng mà gội như thế không hiệu quả nên bây giờ người ta lại tách ra là lại phải chuyên biệt này, gội riêng, xả riêng, dưỡng riêng. Thế giới nó cũng thay đổi tùm lum hết cả. Đúng không? Bây giờ mà tặng cho tôi một cái dầu gội hai trong một, vừa gội vừa xả, tôi đếch dùng. Tôi lại thích phải gội riêng, xả riêng, thế nó mới sạch, thế nó mới xịn. Nói chung là phải đổi mới sản phẩm là như vậy đấy ạ. Thì cái bạn, các bạn sale, các bạn đi thì các bạn mới nói bên em có sản phẩm mới anh ạ, nó mới có động lực, nó mới nhập hàng chứ, cái vẫn sản phẩm cũ trong kho vẫn còn đầy, bán nào được, đúng không? Rồi tiếp tục là tăng trưởng nhờ chất lượng, trình độ và thái độ của nhân sự. Tóm lại là gì? Cái này là mục đích của vấn đề này là ta phải đào tạo nhân sự tốt, phải có quy trình. Đấy, phải có văn hóa doanh nghiệp. Đúng không ạ? Thí dụ như chúng ta thấy này, thế giới di động bán điện thoại là đắt hơn chỗ khác, nhưng mà người ta vẫn đến đây mua, đúng không ạ? Bởi vì dịch vụ tốt. Đấy, dịch vụ tốt được thể hiện như thế nào? À, nhân sự thì rất là lễ phép, nhiệt tình, niềm nở, xinh đẹp. Đó là những ưu điểm. Vừa đến người, trời đang nắng này, vừa đỗ cái xe ấy, bảo vệ chạy ra, anh bác bảo vệ chạy ra, anh để tôi dắt xe ra, rất là đon đả, bật cái ô lên, anh đứng đấy để tôi treo ô cho anh vào, ui rồi cảm thấy sướng đúng không, cảm thấy rất là vip rồi, chỗ này nghĩ trong đầu chỗ này được, vào đến cửa bắt đầu có em xinh tươi mở cửa ra, một em xinh tươi mặc cái áo màu vàng bắt đầu để tay trên ngực cúi gấp 45 độ chào. Mình chào sợ nó dập cả phổi luôn. Thế thì lại thấy là vip quá, vào có mua cái cáp sạc thôi mà chào lắm thế. Rồi xong, tất cả những cái thứ như vậy nó tác động đến hành vi, nó tác động đến suy nghĩ, tác động đến tình cảm của khách hàng. Và họ đánh giá cao, rồi thế là họ mua hàng. Và bằng chứng là thế giới di động đã soán ngôi tất cả các chuỗi bán lẻ về 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 ngành điện thoại, rồi thì đồ công nghệ, và bây giờ là đến điện máy xanh, cũng một công thức như vậy, cùng một chủ.
rồi thì Bách Hóa Xanh họ cũng mới ra làm siêu thị, họ cũng đập chết ăn thịt rất nhiều chuỗi, không phải đơn giản đúng không ạ? Họ có tiềm lực về tài chính mạnh, kết hợp với cùng một cái công thức bán lẻ, kết hợp cùng một công thức bán lẻ là dịch vụ rất là tốt, nhân viên ăn mặc đồng phục đẹp, đầu tóc chuyên nghiệp, đấy, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, mức độ chuẩn mực. Rồi thế thì công ty của mình cũng nên là như vậy các anh chị nhá. Tăng trưởng nhờ chất lượng. Đây đang đào tạo đây, đang đào tạo như này cũng là chất lượng đây. Tăng trình độ lên, thái độ thì phải thường xuyên là chia sẻ tầm nhìn, rồi để dạy dỗ cho nhân viên những cái liên quan đến năng lượng tích cực đúng không ạ? Đấy, thái độ làm việc nó phải tích cực, đạo đức nghề nghiệp, và quan trọng hơn cả là lương thưởng thu nhập của người lao động phải ổn định tốt. Đấy, người chủ thì có tâm, có tầm, có tín. Đấy, thế là người ta yên tâm, người ta theo. Đấy, thì lúc đấy là làm nó rất là thuận. Đấy, ví dụ những lúc khó khăn như này, người ta có thể là sẵn sàng là không nhận lương, hoặc là giảm lương, hoặc là đem tiền nhà đi cho sếp vay. Đấy, thì mình phải có được cái sự sự đồng lòng như thế thì công ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh đúng không ạ?